sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt official store. Xin chào các em học sinh, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3, góc ở tâm, góc nội tiếp. Thì đây là các cái loại góc mà nó có mối quan hệ với đường tròn các bạn ạ. Thì cụ thể nó như thế nào? Chúng ta sẽ học ngay sau đây. Mở đầu bài học, cô có hoạt động khởi động như sau. Hình ngôi sao năm cánh trong hình A được vẽ lại như hình B. Phần tô màu xanh trên đường tròn từ điểm A đến điểm B được gọi là gì? Thì cái này mình chưa học đúng không? Mình sẽ gọi nó là cung các bạn ạ và tí mình sẽ định nghĩa kỹ hơn các bạn nha. Thế con, làm thế nào để biểu diễn số đo của nó? Đó, thì hai vấn đề này nhìn hình vẽ rất là gần gũi nhưng mà mình chưa biết về điều đấy đúng không? Thì mình sẽ học trong bài học hôm nay các bạn. Chúng ta đi vào mục 1 tìm hiểu về góc ở tâm. Chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm này thông qua hoạt động số 1. Cho hai điểm A và B chương trên đường tròn tâm O bán kính R. Nếu nhận xét về đỉnh và cạnh của góc AOB thì đầu tiên mình nhận xét về đỉnh trước các bạn nha. Góc AOB thì có đỉnh là đỉnh O đúng không? Và mình có nhận xét là nó có mối quan hệ như thế nào với đường tròn các bạn? Nó trùng với tâm O là tâm của đường tròn luôn đúng không? Đó, từ đấy mình nhận xét là đỉnh O trùng với tâm đường tròn O. Tiếp theo, cạnh của nó thì nó có hai cạnh là cạnh OA và cạnh OB đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là gì? Có điều gì đặc biệt so với đường tròn các bạn? hai cạnh OA, OB là bán kính của đường tròn đúng không? Thế thì các bạn nhìn vào hình vẽ góc AOB mà có đỉnh trùng với tâm đường tròn còn hai cạnh là bán kính của đường tròn thì người ta gọi góc AOB được gọi là góc ở tâm của đường tròn O các bạn ạ. Từ đấy chúng ta sẽ có định nghĩa về góc ở tâm như sau. Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn vậy là mình đã học xong khái niệm về góc ở tâm rồi các bạn ạ nhá rất là đơn giản đúng không cô lấy ví dụ một để các bạn nhận biết rõ hơn về góc ở tâm cho tam giác mnp có ba đỉnh nằm trên đường tròn tâm y như hình vẽ xác định các góc ở tâm của đường tròn thì các bạn nhìn lại vào hình vẽ để mình hình dung rõ hơn các bạn này đầu tiên là các bạn sẽ thấy là có một đường tròn tâm y đúng không bây giờ cho tam giác mnp có ba đỉnh nằm trên đường tròn tức là mình sẽ lấy ba điểm mnp nằm trên đường tròn và mình sẽ vẽ thành một tam giác đúng chưa và đề bài yêu cầu là xác định các góc ở tâm của đường tròn thì xác định góc ở tâm thì các bạn nhìn vào tâm y của đường tròn đúng không và các bạn nhớ lại định nghĩa người ta nói là góc ở tâm là góc có đỉnh chung với tâm đường tròn thôi đúng không thì bây giờ các bạn đọc các cái góc mà có đỉnh y thì chính là góc ở tâm của đường tròn đúng không thì các bạn sẽ thấy là có tất cả là ba góc đúng không? Chúng ta thấy trong hình vẽ đường tròn y sẽ có các góc ở tâm là góc MIN, góc NIP và góc PIM. Một lần nữa cô nhắc lại các bạn nha, góc ở tâm góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn thì các góc đấy đều là góc ở tâm của đường tròn. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu thêm một khái niệm nữa là cung thì khái niệm này cũng đã nhắc ở hoạt động khởi động rồi đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta tìm hiểu lại nó nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hoạt động số 3. Vẽ vào vở đường tròn O, hai điểm A và B nằm trên đường tròn O, dùng bút chì khác màu tô phần của đường tròn được chia phân chia bởi hai điểm A và B. Thì các bạn nhìn vào hình vẽ đúng không? Chúng ta có một đường tròn O rồi nè. Trên đường tròn chúng ta lấy hai điểm A và B thì các bạn sẽ thấy là hai điểm A và B này nó phân chia hình tròn thành hai phần, đúng chưa? Đó. Và bây giờ mình phải dùng bút màu mình tô để mình thể hiện rõ ra là được chia thành hai phần. Đây thì đầu tiên là cô dùng màu đỏ cô chia cô tô cái phần từ A đến B cái phần nhỏ đấy đúng không? Của đường tròn. Tiếp tục cô dùng màu vàng cô tô tiếp phần lớn của cái đường tròn đấy, được không? Đấy, thì các bạn ta gọi phần vừa tô màu là hai cung. Mỗi phần như vậy là một cung. Cung. Và từ đấy chúng ta sẽ có khái niệm về cung như sau các bạn. Mỗi phần đường tròn giới hạn bởi hai điểm A, B trên đường tròn được gọi là một cung AB và ký hiệu là cung AB, AB và có cái vòng cung phía trên các bạn. Các bạn thấy không? tiếp theo chúng ta nói là gì trong hình vẽ ta nói góc ở tâm aob chắn cung anb hay cung anb bị chắn bởi góc ở tâm aob thì ở đây là mình đang liên hệ giữa góc ở tâm và cái cung đấy các bạn được chưa thì các bạn nhìn vào góc aob góc aob đó thì các bạn sẽ thấy là gì nó chắn cung anb được không? Đấy cái phần mà góc từ A nhìn lên ấy. Ok không? Đó thì lúc này chúng ta nói là góc ở tâm AOB chắn cung ANB hay là cung ANB bị chắn bởi góc ở tâm AOB. Và ở đây các bạn lưu ý là gì? Khi chúng ta nói là cung AB á, thì rõ ràng là có hai cung như vậy, đúng không? Cung nhỏ và cung lớn. Thế thì khi mà không độ bé hơn góc AOB bé hơn 180 độ để phân biệt hai cung có chung các mút là a và b thì các bạn sẽ thấy là mình ký hiệu anb là cung nhỏ và cung amb là cung lớn có nghĩa là ở giữa cung ab mình sẽ viết thêm chữ n nhỏ với m nhỏ để mình phân biệt các bạn nhé và khi mà ab là đường kính thì gọi cung ab là cung nửa đường tròn Tiếp theo chúng ta có tiếp là khi mà ta nói góc ở tâm AOB chắn cung AB thì ta hiểu là góc ở tâm chắn cung nhỏ AB các bạn. Thường thì mình sẽ xét cái góc nhỏ hơn 180 độ của các bạn và mình sẽ xét trên cung nhỏ. Nói tóm lại các bạn nhớ dùng câu là gì? Khi mà mình mình không có nhắc gì thêm mình nói là góc ở tâm AOB chắn cung AB thì các bạn hiểu đấy là cung nhỏ các bạn nhé. Điều thứ ba chúng ta có nữa là nếu EF là đường kính thì mỗi cung EF là một nửa đường tròn. Góc biệt EOF chắn nửa đường tròn. Thì rất là dễ hiểu các bạn, các bạn nhìn sang hình vẽ để các bạn rõ hơn. Lúc này các bạn sẽ thấy là EF chính là đường kính của đường tròn đúng không? Thì rõ ràng là EF chia đường tròn thành hai hai cung bằng nhau, chia ra thành hai nửa đường tròn đấy. Được chưa? Đó, thì lúc này góc EOF góc biệt thì nó sẽ chắn nửa đường tròn đúng không? Thì mình gọi là góc chắn nửa đường tròn thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về số đo cung Chính là cái vấn đề được nhắc đến ở hoạt động khởi động đấy đúng không? Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hoạt động 3 Cho OA và OB là hai bán kính vuông góc với nhau của đường tròn ô C là điểm trên cung nhỏ AB như hình vẽ Ta coi số đo của một cung nhỏ là số đo góc ở tâm chắn cung đấy có nghĩa là sao các bạn các bạn nhìn vào hình vẽ để mình hình dung đã thì đầu tiên là người ta cho đường tròn tâm ô này sau đấy chúng ta thấy là mình vẽ bán kính oa và ob sao cho nó vuông góc với nhau đấy được chưa sau đấy trên cung nhỏ ab thì lấy thêm điểm c thế số đo cung là gì này người ta nói là ta coi số đo của một cung nhỏ là số đo góc ở tâm chắn cung đấy thì tóm lại là số đo cung chính là bằng góc ở tâm đấy, đúng không? Hay là trên hình vẽ thì số đo cung AB chính là bằng góc ở tâm là AOB và bằng 90 độ đấy. Được chưa? Ý A, người ta hỏi là xác định số đo cung AB. Thì nãy cô nói luôn rồi đấy đúng không các bạn? Số đo cung AB chính là bằng số đo góc ở tâm AOB bằng 90 độ. Ý B, so sánh số đo hai cung AC và AB thì để so sánh số đo cung AC và cung AB thì mình sẽ sẽ so sánh gì các bạn? Góc ở tâm. Tương ứng với cung AC và góc ở tâm chắn cung AB đúng không? Đó thì các bạn sẽ thấy là đầu tiên góc ở tâm chắn cung AC chính là góc AOC đúng không? Thế còn góc ở tâm chắn cung AB chính là AOB thì dễ thấy là gì các bạn? Góc AOC nhỏ hơn góc AOB đúng không? Thì từ đấy mình sẽ suy ra là cung AC sẽ có số đo nhỏ hơn cung AB đúng chưa? Từ đó chúng ta sẽ tóm tắt lại về kiến thức về số đo cung như sau. Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chặt cung đó. Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 360 độ trừ số đo của cung nhỏ có chung hai đầu mút với cung lớn thì dễ dễ hiểu thôi các bạn nhỉ tức là gì cả vòng tròn là 360 độ thì bây giờ biết số đo cung nhỏ rồi thì tìm số đo cung lớn lấy 360 độ trừ đi số đo cung lớn thôi tiếp theo chúng ta có tiếp là số đo của cung nửa đường tròn thì bằng 180 độ đúng không số đo cung nửa đường tròn thì bằng góc ở tâm là góc bẹt đấy đúng không thì bằng 180 độ tiếp theo chúng ta có tiếp là số đo của cung AB được ký hiệu là SD cung AB thì các bạn nhớ ký hiệu để mình ký hiệu chuẩn các bạn nhé Cô lấy ví dụ 2. Tính số đo các cung AMB và cung ANB trong hình vẽ. Thì đầu tiên là số đo của cung AMB. Thì các bạn sẽ lấy là AMB chính là số đo cung lớn đúng không? Thế còn ANB là số đo cung nhỏ. Thì bước đầu tiên là mình sẽ tính số đo cung nhỏ dễ hơn các bạn nhé. Bởi vì chúng ta có định nghĩa là số đo của cung nhỏ chính là bằng số đo góc ở tâm đúng không? lúc này số đo của cung ANB chính là bằng góc ở tâm chắn cung đấy chính là góc gì các bạn góc AOB đúng không từ đấy mình suy ra là số đo cung ANB sẽ bằng 60 độ. Thế còn tính số đo cung AMB cung lớn thì làm sao các bạn? Nãy mình có định nghĩa và cô giải thích rồi. À, cả vòng tròn là 360 độ đúng không? thì bây giờ cung nhỏ biết là 60 độ thì còn lại là cung lớn thôi thì số đo cung lớn sẽ bằng 360 độ trừ đi 60 độ và bằng 300 độ. Đấy. Thì lúc này mình sẽ giải bài toán như sau Trong hình vẽ ta có cung ANB bị chắn bởi góc ở tâm AOB có số đo bằng 60 độ Suy ra số đo của cung ANB sẽ bằng 60 độ Thế còn số đo của cung AMB bằng 360 độ trừ 60 độ bằng 300 độ Thế thì chúng ta sẽ có những cái chú ý sau chúng ta rút ra được từ định nghĩa và bài tập Thứ nhất là cung nhỏ có số đo nhỏ hơn 180 độ còn cung lớn thì có số đo lớn hơn 180 độ. Còn cung nửa đường tròn thì có số đo bằng 180 độ. Nãy mình thực hành rồi đúng không? Thứ hai là chúng ta thấy là khi hai mút của cung mà trùng nhau thì ta có cung không với số đo là 0 độ và cung cả đường tròn với số đo là 360 độ. Dễ hiểu thôi đúng không? Và cuối cùng chúng ta có là một cung có số đo bằng n độ thường được gọi tắt là cung n độ. À, chúng ta có thêm nữa đấy là trong một đường tròn thì hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa hai cung trong một đường tròn các bạn. Thì nãy ở cái chú ý chúng ta đã có là hai cung mà bằng nhau là hai cung có số đo bằng nhau đấy đúng không? Thì bây giờ có thêm những cái gì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua hoạt động số 4. Trên đường tròn O vẽ hai cung nhỏ AB BC sao cho góc AOB bằng 18 độ, góc BOC bằng 32 độ và tia OB nằm giữa hai tia OA và OC như hình vẽ. Tìm số đo các cung AB, BC, AC. Thì người ta vẽ hình dạng cho rất là đầy đủ rồi đúng không? Các bạn nhìn vào hình vẽ để mình tóm tắt lại cái bài toán. Tức là mình đã có một đường tròn tâm O rồi. Và trên hình vẽ là mình đã biết được là số đo góc AOB là 18 độ còn số đo góc BOC là 32 độ, được chưa? Để vào cầu tính ba cung thì mình tính từng cung một nhé. Đầu tiên là cung AB, thì chúng ta vẫn bám vào định nghĩa đúng không? Số đo ở cung thì bằng số đo ở góc ở tâm chắn cung đấy. Thì mình nhìn cung AB mình sẽ thấy góc ở tâm chắn cung đấy chính là góc AOB đúng không? Có nghĩa là gì? Cung AB chính là bằng góc AOB bằng 18 độ. Tiếp theo đến cung BC thì tương tự đúng không? Cung BC thì nó sẽ bằng góc BOC và bằng 32 độ. Thế còn cung AC thì sao các bạn? Thì nó sẽ bằng góc ở tâm trấn cung AC là góc AOC đúng không? Và mình có tính được AOC không các bạn? Có đúng không? Thì sẽ bằng góc AOB cộng với góc BOC và bằng 18 độ cộng 32 độ ở 50 độ này. Thế thì các bạn rút ra được mối liên hệ gì giữa các cái cung ABBC và AC các bạn? Rõ ràng là chúng ta cũng có quan hệ là gì? Trên cung AC mà có điểm B nằm giữa cung AC thì Số đo cung AC sẽ bằng số đo cung AB cộng số đo cung BC đúng không? Từ đấy chúng ta sẽ tổng quát lại như sau. Trên đường tròn O, cho B là một điểm nằm trên cung AC. Ta nói điểm B chia cung AC thành hai cung là A cung AB và cung BC. Và tổng quát ta có số đo cung AC bằng số đo cung AB cộng số đo cung BC. Khá là dễ hiểu đúng không các bạn? Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về góc ở tâm và những vấn đề liên quan rồi các bạn nha. Bây giờ chúng ta chuyển qua mục 2 tìm hiểu về góc nội tiếp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhận biết góc nội tiếp thông qua hoạt động sau đây. Hoạt động 5. Quan sát hình vẽ cho biết các góc APB, góc AOB, góc AMB, góc AQB, góc nào có đỉnh nằm trên đường tròn. Thì mình xếp từng góc một các bạn nha. Đầu tiên là góc APB thì đỉnh của nó là P có nằm trên đường tròn không các bạn? Không đúng không? Tiếp tục góc AOB đỉnh của nó là đỉnh O cũng không nằm trên đường tròn đúng không? Tiếp tục là góc AMB lúc này đỉnh của nó là M nó nằm trên đường tròn đúng không? Và cuối cùng là góc AQB thì đỉnh của nó là Q nó không nằm trên đường tròn đúng không? Đó, thế thì các bạn nhìn ra, giúp cô vào góc AMB là góc có đỉnh nằm trên đường tròn. Thì góc như vậy người ta gọi nó là góc nội tiếp các bạn ạ Từ đây chúng ta định nghĩa góc nội tiếp như sau Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn Và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn Có nghĩa là sao các bạn? Các bạn nhìn vào mỗi góc AOB yêu cô Thì các bạn sẽ thấy là gì? Góc, góc nội tiếp phải có đủ hai yếu tố Thứ nhất là có đỉnh nằm trên đường tròn là đỉnh M đã được không? Và hai cạnh của nó phải chứa hai dây cung là MB và MA tức là nó phải vẽ vào trong đường tròn nhé chứ vẽ ra ngoài đường tròn là không được được chưa thế còn góc AMB thì có thấy là chắn cung AB đúng không đó thì cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn, được chưa mình nói là góc AMB chắn cung AB cô lấy ví dụ ví dụ 3 tìm góc nội tiếp chắn cung AB của đường tròn ô trong hình vẽ thì các bạn nhìn vào hình vẽ góc nội tiếp chắn cung AB. Thì đầu tiên các bạn phải nhìn vào cung AB các bạn nhé. Và các bạn nhìn xem những góc nào chắn cung AB. Thì cách nhìn, cách làm là mình từ cung AB nhìn mình nhìn về phía đối diện đúng không? Cung AB nhìn về phía đối diện thì các bạn sẽ thấy có góc nội tiếp chính là góc ACB đúng chưa? Các bạn nhìn vào góc ACB. Đúng không? Có phải nó chắn cung AB không? Đúng đúng không? Từ đấy chúng ta sẽ trả lời là trong hình vẽ thì góc ACB là góc nội tiếp chắn cung AB của đường tròn O. Thì sau khi học các bạn nhớ phân biệt dùng cô góc nội tiếp và góc ở tâm các bạn nhé. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn. Góc ở tâm, chữ tâm thì đỉnh chính là tâm đường tròn. Tiếp tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về số đo góc nội tiếp thông qua hoạt động 6. Quan sát hình vẽ Ta có góc nội tiếp AMB chắn cung AB trên đường tròn O. Cho biết góc AOB bằng 60 độ. Câu A tính số đo cung AB. Thì đầu tiên là số đo cung AB thì chúng ta có định nghĩa rồi là bằng góc ở tâm chắn cung AB đúng không? Thì nó sẽ bằng góc AOB và bằng 60 độ. Tiếp tục ý B, dùng thước đo góc để tìm số đo của góc AMB. Thì các bạn dùng thước đo độ của các bạn nhé. Các bạn sẽ đo được là góc AMB là bằng 30 độ. Câu C, em có nhận xét gì về hai số đo góc AMB và cung AB? Nãy là cung AB là 60 đúng không? Còn góc AMB mình đo được 30 thì các bạn sẽ thấy sao các bạn? 30 so với 60 thì sao các bạn? Bằng 1/2 đúng không? Từ đấy chúng ta có là góc AMB bằng 1/2 số đo cung AB đúng không? Thì đấy cũng là điều đặc biệt của số đo góc nội tiếp và mình cũng sẽ dựa vào số đo cung AB để tính số đo của góc nội tiếp đấy các bạn ạ. Từ đấy chúng ta sẽ có định lý như sau. Trong một đường tròn thì số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chặn là 1 phần 2 đấy các bạn. Và chú ý chúng ta có thể chứng minh được định lý bằng này nhé các bạn. Bằng cách là tham khảo sách giáo khoa trang 95-96. Cô lấy ví dụ 4. Tính số đo của góc AMB và góc ANB trong hình vẽ. Thì đầu tiên là góc AMB nha các bạn. Nhìn vào góc AMB các bạn thấy nó chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào định lý vừa nãy mình làm á. Số đo góc AMB, góc AMB là góc nội tiếp thì bằng 1 phần 2 số đo cung bị chắn. Thì từ đấy mình sẽ suy luận mình sẽ thấy là góc AMB là 1 phần 2 số đo cung AB đúng không? Thế còn số đo cung AB bằng bao nhiêu? Thì mình lại dựa vào định lý về số đo cung thì mình có là số đo cung AB thì bằng góc ở tâm chắn cung đấy đúng không? Chính là bằng góc AOB và bằng 90 độ đúng không? Thì tóm lại là từ đấy mình sẽ được là số đo của góc AMB chính là bằng 1 phần 2 của 90 độ là 45 độ đấy đúng không? Từ đấy mình sẽ giải như sau. Ta có góc AOB bằng 90 độ là góc ở tâm chắn cung AB. Nên số đo ở cung AB bằng Góc AOB bằng 90 độ. Và góc AMB và góc ANB là hai góc nội tiếp chắn cung AB. Thì ở đây mình xét luôn góc ANB các bạn nhá thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó cũng chắn cung AB đúng không? Thì hai góc này cùng chắn cung AB thì nó cùng bằng 1/2 số đo cung AB. Đúng chưa? Từ đấy mình sẽ có là suy ra góc AMB và góc ANB và bằng 1/2 số đo cung AB và bằng 1/2 nhân 90 độ bằng 45 độ khá là dễ dàng các bạn, các bạn chỉ cần bám vào định nghĩa là mình sẽ làm được. Thì từ định nghĩa và bài tập chúng ta sẽ có thêm các cái chú ý như sau. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. Thì đương nhiên rồi đúng không các bạn, bởi vì các cung bằng nhau có số đo bằng nhau thì các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì nó cũng sẽ có số đo bằng nhau thôi đúng không? Tiếp tục, các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Đúng rồi đúng không? Điều ngược lại đấy. Tiếp tục, góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung. Thì cái này dễ hiểu thôi đúng không các bạn? Góc nội tiếp thì bằng 1/2 số đo cung mà số đo cung lại bằng góc ở tâm, đúng không? Thì từ đấy tính chất bắt cầu mình sẽ có là góc nội tiếp nhỏ hơn là bằng 90 độ thì có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung chúng ta có một chú ý rất là đặc biệt và quan trọng nữa đó là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông thì các bạn nhìn lên hình vẽ để các bạn hình dung rõ hơn chúng ta có các góc nội tiếp đó là góc AMB góc ANB góc APB cùng chắn cung AB và ở đây các bạn sẽ thấy là những góc này đều là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn hết đúng chưa đó, thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được là góc AMP bằng góc ANB bằng góc APB bằng 90 độ. Thì vấn đề này cũng rất là dễ chứng minh các bạn ạ. Tại vì ba góc này cùng chắn cung AB thì có nghĩa là nó sẽ bằng 1 phần 2 số đo của cung AB và bằng 1 phần 2 số đo của góc AOB. Thì góc AOB là góc đẹp 180 độ thì 1 phần 2 của 180 độ là 90 độ thôi đúng không? mà người ta trình bày các bạn thì người ta hay viết là các góc này bằng 90 độ và mở ngoặc ra lý do phía sau là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn các bạn ạ. Cô lấy ví dụ 5. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn ô. Gọi MN là hai điểm lần lượt trên hai cung nhỏ ACBC và chia mỗi cung đó thành hai cung bằng nhau như hình vẽ tìm số đo các góc sau. Chúng ta có hai ý A, B, chúng ta sẽ làm từng ý một các bạn nha. Thì đầu tiên là ý A, mình xem lại hình vẽ để mình nhớ đề các bạn nha. Tức là người ta cho đường tròn O thì các bạn thấy rồi đúng không? Sau đấy người ta vẽ hai đường kính là A, B và CD vuông góc với nhau. Các bạn thấy chỗ góc vuông không? Đó là hai đường kính A, B, C, D vuông góc với nhau. Tiếp tục trên cung AC và cung CB. Các bạn thấy hai cung đấy chưa? thì lần lượt người ta lấy hai điểm M và N sao cho cung AM bằng cung MC rồi cung CN bằng cung NB được chưa? Và bây giờ ý A người ta bảo là tính góc thì có hai góc đầu tiên chúng ta sẽ tính góc ACB các bạn nhìn vào hình vẽ góc ACB thì các bạn sẽ thấy nó là góc gì các bạn? Góc nội tiếp góc ở tâm hay là góc gì? Góc nội tiếp đúng không? Thì chúng ta áp dụng định lý để chúng ta suy luận thì định lý về góc nội tiếp đấy là góc nội tiếp thì bằng 1 phần 2 số đo cung bị chắn. Thì rõ ràng ở đây là nó chắn cung nào các bạn? Cung A, B đúng không? Đó, và cung AB mình vừa có nhận xét gì các bạn? Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì bằng 90 độ. Đúng không? Đó, thì lúc này câu A mình sẽ có là ta có góc ACB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Suy ra góc ACB bằng 90 độ. Tiếp tục góc ADB. A, D, C, xin lỗi A, D, C Thì hoàn toàn tương tự nó cũng là góc nội tiếp đúng không? Thì theo hướng suy luận mình sẽ sử dụng là nó bằng 1 phần 2 số đo cung bị chắn Thì A, D, C là nó chắn cung AC đúng không? Đó, thế mà cung bị chắn này thì cái gì? Mình sẽ xem là nó bằng số đo góc ở tâm đúng không? Thì góc ở tâm, đấy là góc A, O, C Đúng không? Hoặc mình có thể sử dụng luôn nhận xét là góc nội tiếp thì bằng 1 phần 2 số đo góc ở tâm đúng không? Đó, tức là góc ADC sẽ và góc AOC lần lượt là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung AC. Từ đấy mình sẽ suy ra là góc ADC bằng 1 phần 2 số đo của góc AOC và sẽ bằng 1 phần 2 x 90 độ bằng 45 độ đúng không? Góc AOC là góc vuông do giả thiết mình vẽ hai đường thẳng vuông góc đấy là mình xong câu A các bạn nha. Ý B. Tính số đo góc ADM và góc NCB. Rồi, thì đầu tiên là góc ADM các bạn nhé. Thì một lần nữa các bạn lại thấy nó là góc nội tiếp đúng không? Và nó chắn cung AM. Có nghĩa là nó sẽ bằng 1 phần 2 số đo cung AM thì đối với cung AM thì các bạn nhớ đến giả thiết là M là điểm nằm chính giữa cung AC chia cung AC thành hai phần bằng nhau. Có nghĩa là cung AM sẽ bằng 1 phần 2 số đo cung AC đúng không? Mà số đo cung AC bằng 90 độ rồi. Thì số đo cung AM sẽ bằng 1 phần 2 và bằng 45 độ đúng chưa? Từ đấy mình có thể suy ra là góc ADM bằng 1 phần 2 45 độ nữa các bạn. Đúng chưa? Tiếp tục đối với góc NCB thì sao? Các bạn nhìn vào góc NCB. NCB thì nó chắn cung NB đúng không? Thì hoàn toàn tương tự luôn đúng không? Là gì? Cung NB thì bằng 1 phần 2 cung CB là số đo của cung NB sẽ bằng 45 độ đúng không? Từ đấy góc NCB sẽ bằng 1 phần 2 của 45 độ. Từ đấy chúng ta sẽ giải như sau. Do hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau tại tâm tại tâm O của đường tròn O nên chúng ta sẽ có là tạo ra bốn góc vuông là góc AOC bằng góc COB bằng góc BOD bằng góc DOA bằng 90 độ. Rồi lại tiếp tục lại gì? Từ đấy mình sẽ suy ra số đo cung AC bằng số đo cung CB bằng số đo cung BD bằng số đo cung DA và cũng bằng 90 độ. Và vì MN lần lượt chia cung AC và cung CB thành hai cung có số đo bằng nhau. Đúng chưa? Nên chúng ta lại có tiếp là số đo cung AM bằng số đo cung MC bằng 1 phần 2. Số đo cung AC và bằng 45 độ. Tương tự thì số đo cung CN bằng số đo cung NB vào bằng 1 phần 2. Số đo cung CB bằng 45 độ. Và Ta có góc ADM là góc cần tính, là góc nội tiếp chắn cung AM. Suy ra góc ADM bằng 1 phần 2 số đo cung AM và bằng 1 phần 2 45 độ bằng 22,5 độ. Hoàn toàn tương tự ta có góc NCB là góc nội tiếp chắn cung NB. Thì từ đấy mình sẽ suy ra được góc NCB bằng 1 phần 2 số đo cung BN và bằng 1 phần 2 của 45 độ là 22,5 độ. Thì ví dụ vừa rồi cũng kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách